Channel qua 5 câu hỏi. Đây là Gen Z hay không? Không. Nữ phải không? Không. DJ đúng không? Đúng. Bạn cua ơi. Sai rồi. Ấy, người này trả lương cho mọi người đúng không? Đúng. Duy Anh. Sai rồi. Không ở Sài Gòn đúng không? Đúng. Anh Huy NL. Đúng rồi. Ông này vừa giả, ông này còn chả phải DJ. Ông này là diễn viên nghiệp dư. Đây có phải là nam không? Đúng. Có đeo kính? Không. Không đeo kính, nam mà ở trong văn phòng thì có mấy người. Có phải trong phòng đang gì không? Đúng. Anh cụi, không cần đến 5 câu nữa. Danh sáng rồi đó. Phải nam không em? Đúng. Có làm hôm nay anh gì không em? Có. Có ở trong nhóm kịch không em? Đúng. Cắt. Sao dẻo vậy? Dẻo à? Người này làm mấy channel đúng không? Dĩ nhiên. Đang làm ở Sài Gòn đúng không? Thì đúng rồi. Mới bị coi bói đúng không? Chính xác luôn. Có nuôi mèo không? Không nuôi. Châu Giang. Đúng rồi.